Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyển động 360, nơi cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trong ngày. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung đang được quan tâm. Thông tin trên được Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jack Michel cho biết sau hội nghị thượng đỉnh của EU diễn ra ngày 23 tháng 6. Đã đạt được thỏa thuận. Hội đồng châu Âu vừa quyết định trao tư cách ứng cử viên EU cho Ukraine và Moldova, ông Michel công bố trên Twitter. Ông Michel cho rằng đây là một khoảnh khắc lịch sử. Hôm nay đánh dấu một bước quan trọng trên con đường hướng tới EU của các vị. Tương lai của chúng ta là cùng nhau. Chủ tịch Hội đồng châu Âu nhấn mạnh. Quan chức này cũng đã chúc mừng các nhà lãnh đạo Ukraine và Moldova. Về vấn đề Georgia, ông Michel cho hay, Hội đồng châu Âu đã quyết định công nhận triển vọng gia nhập Liên minh châu Âu của Georgia và sẵn sàng cấp tư cách ứng viên cho nước này một khi các ưu tiên nổi bật được giải quyết xin chúc mừng người dân Georgia. Một khoảnh khắc lịch sử trong quan hệ eu Georgia. Tương lai của Georgia nằm trong EU. Ông Misen nói thêm. Trước đó, Ủy ban châu Âu vào ngày 17 tháng 6 khuyến nghị rằng Hội nghị Thượng đỉnh của Liên minh châu Âu sẽ trao tư cách ứng cử viên cho Ukraine và Moldova. Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola khi đó cho biết EU sẽ phải cấp cho Ukraine tư cách ứng viên như một biểu tượng của hy vọng. Tuy nhiên, Kiev sẽ còn một chặng đường dài trước khi gia nhập EU trên thực tế. Ukraine, Moldova trở thành ứng viên gia nhập Liên minh châu Âu, EU, Afghanistan cứu hộ gần xong các nạn nhân động đất chỉ sau một ngày, Mỹ công bố thêm hỗ trợ an ninh trị giá 450 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Là những thông tin đáng chú ý. Ngày 23 tháng 6, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel xác nhận các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí cấp quy chế ứng cử viên gia nhập EU cho Ukraine và Moldova. Quyết định nhận được 529 phiếu ủng hộ, 45 phiếu chống và 15 phiếu trắng tại cuộc bỏ phiếu của nghị viện Châu Âu. Một thời khắc lịch sử. Ngày hôm nay đánh dấu một bước tiến quan trọng trên lộ trình hướng tới EU của các bạn chúc mừng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Moldova Maia Sandu, cũng như nhân dân Ukraine và Moldova. Tương lai của chúng ta song hành cùng nhau. Ông Misen viết trên mạng xã hội Twitter. Quyết định này được đánh giá là động thái địa chính trị táo bạo nhằm thể hiện sự ủng hộ dành cho Kiev và Chisinau trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Moldova cũng từng thuộc Liên Xô cũ. Tương lai của Ukraine nằm ở EU, ông Zelensky viết trên mạng xã hội Twitter sau thông báo của EU. Tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Ông Andriy Yakmak khẳng định Kiev dốc sức đẩy nhanh thực thi kế hoạch cho phép triển khai tiến trình đàm phán gia nhập EU. Thông tin được đưa ra ngay trước ngày đánh dấu cuộc xung đột Nga-Ukraine tròn 4 tháng để từ khi nổ ra ngày 24 tháng 2. Động thái của EU được đánh giá sẽ khiến Moscow tức giận. Các quan chức Mỹ cho biết sẽ gửi thêm hỗ trợ an ninh trị giá 450 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, bao gồm thêm các hệ thống pháo tầm xa. Cụ thể, ông John Kirby, điều phối viên liên lạc chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, cho biết gói hỗ trợ này sẽ bao gồm cung cấp thêm 4 hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS 18 tàu tuần tra và hàng ngàn băng đạn. Trước đó một ngày, Ukraine cho biết đã nhận được những hệ thống HIMARS đầu tiên. Một hệ thống vũ khí tầm xa mạnh mẽ mà nước này hy vọng có thể giúp thay đổi cục diện chiến sự hiện tại với Nga. Kiev đã cam kết rằng những vũ khí này sẽ không được sử dụng để tấn công vào trong lãnh thổ Nga. Các quan chức chính quyền Taliban ở Afghanistan thông báo chiến dịch cứu hộ nạn nhân trận động đất kinh hoàng ở nước này đã gần như hoàn thành chỉ sau một ngày xảy ra. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, USGS, cho biết trận động đất 5,9 độ Richter vào sáng 22 tháng 6 đã làm rung chuyển khu vực gần thành phố Khos ở miền đông Afghanistan. Thống kê cho thấy đã có hơn 1.000 người thiệt mạng và 1.500 người bị thương trong trận động đất ở Afghanistan. Pakistan cũng ghi nhận một trường hợp thiệt mạng. Chiến dịch cứu hộ đã xong không còn ai bị kẹt dưới những đống đổ nát. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Mohammad Ismail Moaia, người phát ngôn của chỉ huy quân sự Taliban tại tỉnh Pektika, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ngày 23 tháng 6, người phát ngôn cơ quan giải quyết thảm họa Afghanistan, Mohammad Nasim Haqqani, cho biết chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn đã hoàn tất tại các khu vực chính nhưng vẫn tiếp diễn ở những vùng hẻo lánh. Hàng cứu trợ cũng đã bắt đầu đến được với các khu vực bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, việc liên lạc và giao thông kém đang cản trở các nỗ lực cứu trợ. Canada cho biết sẽ cung cấp 250 triệu đô la Canada, khoảng 193 triệu đô la Mỹ cho Liên hiệp quốc để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực gây ra bởi tắc nghẽn chuỗi cung ứng và lạm phát. Chúng tôi đã cung cấp nửa tỷ đô la từ đầu năm nay cho chương trình lương thực thế giới của Liên hiệp quốc và đây là thêm 250 triệu đô la để giải quyết cuộc khủng hoảng nghiêm trọng này, thủ tướng Canada Justin Trudeau nói ngày 23 tháng 6. Ngày 23 tháng 6, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích rằng việc tạm khóa đường ống khí đốt Nord Stream 1 là do vấn đề bảo trì kỹ thuật và khẳng định Nga là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy cho châu Âu. Luôn tuân thủ nghiêm ngặt mọi nghĩa vụ của nước này. Mọi thứ đều rất rõ ràng, chẳng có gì giấu giếm ở đây cả, hãng tin TASS dẫn lời ông Peskov nói. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cho biết Đức đã được thông báo về chu trình dịch vụ của đường ống khí đốt Nord Stream 1 sắp trải qua quá trình bảo dưỡng từ ngày 11 đến 21 tháng 7 tới. Các nước châu Âu đang vật lộn với việc thiếu hụt khí đốt từ Nga. Trong ngày 23 tháng 6, chính phủ Đức đã kích hoạt mức báo động trong kế hoạch khẩn cấp về khí đốt của nước này. Đây là mức cảnh báo thứ hai trong ba mức cảnh báo của kế hoạch các ngân hàng lớn nhất nước Mỹ vượt qua đợt kiểm tra, stress test, thường niên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed. Được đánh giá là cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với lĩnh vực ngân hàng. Kết quả cho thấy các ngân hàng đủ sức chống chịu khi xảy ra những biến động mạnh về kinh tế. Trong trường hợp xảy ra biến động, 34 ngân hàng có thể thiệt hại tổng cộng 612 tỷ đô la Mỹ, theo Fed. cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo